Thiện nam tử, nhãn thức ấy không ở nơi con mắt, cho đến cũng không ở nơi ý muốn thấy. Do cả bốn yếu tố hòa hợp nói trên mới sanh ra nhãn thức, cho đến ý thức lại cũng như vậy. Nếu là do nhân duyên hòa hợp sanh ra, thì người trí không nên nói rằng sự thấy là ngã, cho đến sự xúc chạm là ngã. Thiện nam tử, cho nên ta nói rằng từ nhãn thức cho đến ý thức, tất cả các pháp thể đều như huyễn hóa. Vì sao là như huyễn hóa? Vì trước vốn không mà nay thành có, đã có rồi trở lại thành không. Thiện nam tử, ví như dùng bơ, bột, đường, gừng, tiêu, tất bạc, bồ đào, hồ đào, thạch lựu, tùy tử, các thứ ấy hòa hợp gọi là hoàn thuốc hoàn hỷ. Liệu khỏi sự hòa hợp ấy không có hoàn thuốc hoàn hỷ, sáu căn bên trong hòa hợp với sáu trần bên ngoài, đó gọi là chúng sanh, là tự ngã, là người khác, là thần thức. Liệu khỏi sáu căn bên trong và sáu trần bên ngoài thì không hề riêng có những thực thể được gọi là chúng sanh, tự ngã, người khác, thần thức đó. Tiền Nhị nói, Cổ Đàm, nếu không có ngã, vì sao lại nói tôi thấy, tôi nghe, tôi khổ, tôi vui, tôi lo, tôi mừng? Phật dạy, Thiện nam tử, nếu do những câu nói tôi thấy, tôi nghe mà cho là có ngã, vậy duyên cớ gì người thế gian cũng nói tội lỗi ông đã làm không phải chỗ thấy, nghe của tôi? Thiện nam tử, ví như bốn binh chủng hợp lại thành quân đội. Bốn binh chủng ấy tuy không phải một, nhưng cũng gồm chung mà nói rằng quân ta mạnh mẽ, quân ta thắng địch. Chỗ tạo thành do sự hòa hợp của sáu căn bên trong và sáu trần bên ngoài cũng giống như vậy. Tuy không phải là một thể, nhưng cũng có thể rằng tôi thấy, tôi nghe, tôi khổ, tôi vui, tôi lo, tôi mừng. Tiền Ni nói, Cổ Đàm, theo như ngài vừa nói, sáu căn bên trong hợp với sáu trần bên ngoài gọi đó là ngã. Vậy chủ thể nào phát ra âm thanh lời nói rằng tôi làm, tôi chịu? Phật dạy, Tiên Ni, do nhân duyên là vô minh tham ái sanh ra nghiệp, do nghiệp sanh ra sự hiện hữu, do sự hiện hữu mà sanh ra vô số các trạng thái của tâm, tức là tâm sở, do các tâm sở sanh ra đủ mọi suy niệm vọng tưởng, do những suy niệm vọng tưởng này làm chuyển động luồng khí trong người. Khí chuyển động tùy theo tâm mà xúc chạm đến cổ họng, lưỡi, răng, môi, tạo thành âm thanh tương ứng. Do chúng sanh có tư tưởng điên đảo, khi nghe âm thanh phát ra liền nói rằng đó là những tiếng tôi làm, tôi chịu, tôi thấy, tôi nghe. Thiện nam tử, như cái chuông nhỏ gắn trên đầu ngọn cờ, do nhân duyên là gió mà phát ra âm thanh. Khi gió mạnh thì âm thanh lớn, gió nhẹ thì âm thanh nhỏ, thật không có ai làm ra âm thanh ấy. Thiện nam tử, ví như sắt đang nóng đỏ cho vào nước liền phát ra nhiều loại âm thanh, các âm thanh ấy thật không có ai làm ra cả. Thiện nam tử, phàm phu không thể suy xét phân biệt như vậy, nên nói rằng có ta và vật của ta, rằng có bản ngã tạo tác, có bản ngã nhận chịu. Tiền Ni liền thưa hỏi, như Cổ Đàm nói không có cái ta và vật của ta, vậy duyên cớ gì ngài lại nói có thường lạc ngã tịnh? Phật dạy, Thiện nam tử, ta cũng không nói rằng sáu căn bên trong, sáu trần bên ngoài và sáu thức là thượng lạc ngã tịnh, nhưng ta thuyết dạy rằng trừ dứt sáu thức do sáu căn trong hợp với sáu trần ngoài sanh ra, đó gọi là thường. Vì là thường nên gọi là ngã, có thường có ngã nên gọi là lạc, vì là thường ngã lạc nên gọi là tịnh. Thiện nam tử, chúng sanh chán bỏ sự khổ, dứt trừ nguyên nhân của sự khổ ấy, tùy ý lìa xa, đó gọi là vô ngã. Vì nhân duyên ấy, này ta thuyết dạy sự chân thật về thường lạc ngã tịnh. Tiền Ni nói, Bạch Thế Tôn, nguyện Đức Đại Từ vì con thuyết dạy, này con phải làm thế nào để đạt được những sự thường lạc ngã tịnh như thế? Phật dạy, Thiện nam tử, tất cả người thế gian từ xưa vốn đã luôn có đủ sự kiêu mạn rất lớn, thường làm tăng trưởng sự kiêu mạn ấy, lại cũng tạo ra những nguyên nhân của kiêu mạn, những nghiệp kiêu mạn. Vì thế mà ngày nay phải thọ nhận quả báo kiêu mạn, không thể lìa xa tất cả phiền não để đạt được thường lạc ngã tịnh. Cho nên chúng sanh muốn lìa xa tất cả phiền não thì trước hết phải thường lìa xa sự kiêu mạn. Tiên Ni bạch Phật, Bạch Thế Tôn, quả đúng vậy, đúng vậy. Lời Phật dạy không sai, còn trước đây thật có nhiều kiêu mạn do nhân duyên kiêu mạn, nên mới dám gọi chồng Đức Như Lai bằng họ Cổ Đàm. Này còn đã lìa bỏ sự kiêu mạn rất lớn ấy, nên mới thành tâm thưa thỉnh, cầu nghe chánh pháp, nguyện Đức Như Lai dạy bảo cho phải làm thế nào để đạt được thường lạc ngã tịnh. Phật dạy, Thiện nam tử, hãy lắng nghe cho kỹ, nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà phân biệt giảng nói. Thiện nam tử, nếu có thể nhận thức rằng tất cả pháp đều là không phải ta, không phải người khác, không phải chúng sanh, liền lìa ra tất cả các pháp ấy.
Tiên Ni thưa, Bạch Thế Tôn, con đã rõ biết đạt được cách nhìn theo chánh pháp. Phật hỏi, thiện nam tử, vì sao ông nói là đã rõ biết đạt được cách nhìn theo chánh pháp? Tiên Ni thưa, Bạch Thế Tôn, cái gọi là sắc đó không phải ta, không phải người khác, không phải chúng sanh. Cho đến thức cũng là như vậy, còn quán xét như vậy nên đạt được cách nhìn theo chánh pháp. Bạch Thế Tôn, này con rất muốn xuất gia tu đạo, xin Phật chấp thuận. Phật dạy, lành thay đó tỳ kheo. Lời Phật vừa dứt, Tiên Ni tức thời được chọn đủ phạm hạnh thanh tịnh, chứng được thánh quả A-la-hán. Trong chúng ngoại đạo lại có một phạm trí họ Ca Diếp lên tiếng hỏi rằng, Cổ Đàm, thân này tức là mạng sống hay thân với mạng sống là khác nhau? Đức Như Lai lặng thinh. Phạm trí lại hỏi đến lần thứ hai, thứ ba, Phật vẫn lặng thinh. Phạm trí Ca Diếp liền nói, Cổ Đàm, như khi một người đã bỏ thân đời này chưa được thân đời sau, trong khoảng trung gian ấy chẳng phải thân và mạng sống là khác nhau hay sao? Nếu là khác nhau, vì sao Cổ Đàm không nói là khác nhau mà lặng thinh chẳng đáp? Phật nói, thiện nam tử, ta có dạy rằng thân và mạng sống đều do nhân duyên, chẳng phải không do nhân duyên, lại cũng giống như thân và mạng sống, tất cả các pháp đều do nhân duyên như vậy. Phạm trí lại nói, Cổ Đàm, tôi thấy ở thế gian có những pháp không do nhân duyên. Phật hỏi, Phạm trí, ông thấy như thế nào mà nói rằng thế gian có những pháp không do nhân duyên? Phạm trí đáp, tôi thấy lửa mạnh thiêu trái cây cối núi rừng, gió thổi những tảng lửa bay rơi xuống chỗ khác, đó chẳng phải là không do nhân duyên sao? Phật dạy, thiện nam tử, ta nói lửa ấy cũng do nhân mà sanh, chẳng phải không do nhân. Phạm trí nói, Cổ Đàm, những tảng lửa khi bay đi không do nơi than củi, sao lại nói rằng do nơi nhân duyên? Phật dạy, thiện nam tử, tuy không có than củi, nhưng là nhân nơi gió mà bay đi. Do nhân duyên là gió, nên tảng lửa từ đám lửa bay ra không dứt. Phạm trí hỏi, Cổ Đàm, như có một người đã bỏ thân đời này chưa được thân đời sau, vậy mạng sống của người này trong khoảng trung gian ấy lấy gì làm nhân duyên? Phật dạy, Phạm trí, vô minh và tham ái là nhân duyên. Do nhân duyên là vô minh và tham ái nên mạng sống được duy trì. Thiện nam tử, có khi do nhân duyên nên thân tức là mạng sống tức là thân. Có khi do nhân duyên nên thân khác với mạng sống. Người trí không nên chỉ nói một chiều rằng thân khác với mạng sống. Phạm trí bạch rằng, Thế Tôn, xin Ngài vì tôi phân biệt giảng nói khiến tôi thấu hiểu được rõ ràng về nhân quả. Phật dạy, Phạm trí, nhân tức là năm ấm, quả cũng là năm ấm. Nếu chúng sanh nào không đốt lửa thì sẽ không thể có khói. Phạm trí thưa, Bạch Thế Tôn, con đã nhận biết được rồi, con đã hiểu rõ được rồi. Phật hỏi, thiện nam tử, ông nhận biết như thế nào, ông hiểu rõ như thế nào? Phạm trí thưa, Bạch Thế Tôn, lửa đó là phiền não có thể thiêu đốt trong các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi trời, cõi người. Khói đó là quả báo của phiền não vì là vô thường, bất tịnh, xấu xa, nhơ nhấp, đáng chán ghét nên gọi là khói. Nếu chúng sanh nào không gây tạo phiền não, những người ấy quyết sẽ không có quả báo của phiền não. Cho nên Như Lai nói không đốt lửa sẽ không thể có khói. Bạch Thế Tôn, con đã đạt được sự thấy biết chân chánh, nguyện Phật từ bi thương xót cho phép con xuất gia. Bấy giờ Thế Tôn bảo Kiều Trần Như rằng, hãy nhận cho phạm trí này xuất gia thọ giới. Kiều Trần Như vâng lời Phật dạy, liền hội họp chúng tăng để nhận cho phạm trí họ Ca Diếp xuất gia thọ giới cổ túc. Trải qua 5 ngày, phạm trí Ca Diếp liền chứng được thánh quả A-la-hán. Trong chúng ngoại đạo lại có một phạm trí tên là Phú Na lên tiếng hỏi, Cổ Đàm, có phải Ngài thấy thế gian là pháp thường tồn nên nói là thường chăng? Ý nghĩa như vậy là chân thật hay hư dối, là thường hay vô thường, hay cũng là thường cũng là vô thường, hay chẳng phải thường cũng chẳng phải vô thường, là có giới hạn hay không giới hạn, hay vừa có giới hạn lại vừa không giới hạn, hay chẳng có giới hạn cũng chẳng phải không giới hạn. Thân này tức là mạng sống hay thân và mạng sống là khác nhau? Sau khi Như Lai diệt độ rồi là như đi mất hay không như đi mất, hay vừa như đi mất vừa không như đi mất, hay là không phải như đi mất cũng không phải không như đi mất? Phật dạy, Phú Na, ta không nói ý nghĩa thế gian thường tồn đó là hư dối hay chân thật. Ta cũng không nói thế gian là vô thường hay cũng là thường cũng là vô thường, là chẳng phải thường chẳng phải vô thường, là có giới hạn hay không giới hạn, là vừa có giới hạn vừa không có giới hạn, là chẳng phải có giới hạn cũng chẳng phải không giới hạn. Hoặc thân này tức là mạng sống hay thân và mạng sống khác nhau, hoặc Như Lai diệt độ rồi như đi mất hay chẳng như đi mất, hoặc vừa như đi mất vừa không như đi mất, hoặc không phải như đi mất cũng chẳng phải không như đi mất. Phú Na lại hỏi,
Cổ Đàm, nay ngài thấy được những điểm sai trái tai hại nào mà không nói đến những điều như trên? Phật dạy Phú Na, nếu có người nói rằng thế gian là thường tồn rồi cho đó là điều duy nhất chân thật, còn ngoài ra đều là hư dối, đó là định kiến. Do định kiến này nên chỗ mà người ấy thấy biết gọi là kiến hành, gọi là chỗ thấy biết tạo nghiệp, gọi là chỗ thấy biết vướng mắc, gọi là chỗ thấy biết trói buộc, gọi là chỗ thấy biết gây ra sự khổ não, gọi là chỗ thấy biết chấp giữ, gọi là chỗ thấy biết gây ra sự sợ sệt, gọi là chỗ thấy biết nóng nảy, gọi là chỗ thấy biết buộc ràng chẳng chịt. Này Phú Na, kẻ phàm phu bị cái định kiến như thế buộc trói chẳng chịt, không thể liệt xa sanh già bệnh chết, trôi lăn trong xéo nẻo, chịu vô số khổ não, cho đến cái định kiến rằng sau khi Như Lai diệt độ rồi, chẳng phải như đi mất cũng chẳng phải không như đi mất cũng là như vậy. Này Phú Na, ta thấy những định kiến ấy có sự sai trái tai hại như thế, nên không vướng mắc vào, cũng không thuyết dạy những điều ấy với người khác. Phú Na lại thưa hỏi, Cổ Đàm, nếu ngài đã thấy được những sai trái tai hại như vậy, nên không vướng mắc vào, cũng không thuyết dạy những điều ấy với người khác. Vậy này Cổ Đàm, thấy biết những gì, vướng mắc những gì, thuyết dạy những gì? Phật dạy, thiện nam tử, sự vướng mắc và chỗ thấy biết là pháp sanh tử. Như Lai đã lìa khỏi pháp sanh tử nên không có vướng mắc. Thiện nam tử, Như Lai là bậc có thể thấy biết rõ ràng và có thể thuyết dạy, không có sự vướng mắc. Phú Na lại thưa hỏi, Cổ Đàm, thế nào là có thể thấy biết rõ ràng, thế nào là có thể thuyết dạy? Phật dạy, thiện nam tử, ta có thể thấy rõ các sự thật là khổ, nguyên nhân của khổ, tức là tập, sự dứt trừ hoàn toàn các nguyên nhân của khổ, tức là diệt, và con đường dẫn đến sự diệt khổ, tức là đạo, có thể phân biệt thuyết giảng về bốn chân lý ấy. Ta thấy rõ như vậy nên có thể liền ra hết thảy mọi kiến chấp, hết thảy mọi tham ái, hết thảy mọi sự lưu chuyển trong sanh tử, hết thảy mọi sự kiêu mạn. Vì thế ta có đủ phạm hạnh thanh tịnh, sự vắng lặng an tĩnh không gì hơn được, và đạt được pháp thân thường tồn. Pháp thân này cũng không thuộc về các phương hướng Đông Tây Nam Bắc. Phú Na lại hỏi, thưa Cổ Đàm, do nhân duyên gì mà pháp thân thường tồn đó không thuộc về các phương hướng Đông Tây Nam Bắc? Phật dạy, thiện nam tử, nay ta sẽ hỏi ông, cứ tùy ý mà trả lời. Này thiện nam tử, ý ông nghĩ sao nếu trước mặt ông đốt lên một đống lửa lớn khi lửa đang cháy? Ông có biết là cháy hay không? Phú Na đáp, thưa Cổ Đàm, có biết như vậy. Phật hỏi, khi lửa ấy tắt, ông có biết là tắt hay không? Phú Na đáp, thưa Cổ Đàm, có biết như vậy. Phật hỏi, nếu có người hỏi ông rằng đống lửa trước mặt ông đó khi đốt lên thì lửa từ đâu đến, khi tắt rồi thì lửa đi về đâu, ông sẽ đáp thế nào? Phú Na đáp, thưa Cổ Đàm, tôi sẽ đáp rằng lửa ấy khi sanh ra là dựa vào các duyên hòa hợp, khi các duyên trước đó đã hết, các duyên mới chưa đến thì lửa phải tắt. Phật nói, nếu lại hỏi sau khi tắt lửa đi về phương nào thì ông đáp thế nào? Phú Na đáp, thưa Cổ Đàm, tôi sẽ đáp rằng lửa ấy vì hết duyên nên phải tắt, chẳng đi đến phương nào cả. Phật dạy, thiện nam tử, Như Lai cũng thế. Nếu có sắc vô thường cho đến thức vô thường, đó là nhân nơi tham ái mà cháy. Nói cháy đó tức là sự thọ thân trong 25 cảnh giới hiện hữu. Vì thế nên khi đang cháy, có thể nói rằng lửa ấy ở nơi phương Đông, phương Tây, phương Nam hoặc phương Bắc. Khi tham ái hiện tại dứt rồi, quả báo trong 25 cảnh giới hiện hữu không còn cháy nữa. Vì lửa ấy không còn cháy nữa nên không thể nói là có các phương hướng Đông Tây Nam Bắc. Thiện nam tử, Như Lai đã diệt trừ sắc vô thường cho đến thức vô thường, nên thân Như Lai là thường. Nếu thân Như Lai là thường thì không thể nói là có các phương hướng Đông Tây Nam Bắc. Phú Na nói, bạch Thế Tôn, nay con xin nói ra một thí dụ, mong được Thế Tôn nhận nghe. Phật dạy, lành thay, lành thay, ông cứ tùy ý nói ra. Phú Na thưa, bạch Thế Tôn, như phía ngoài thôn lớn kia có một khu rừng xa la. Trong rừng ấy có một cây lớn sinh ra trước cả khu rừng, đã được 100 năm tuổi. Lúc ấy người giữ rừng thường tưới nước cho cây và tùy theo thời tiết mà chăm sóc. Cây ấy ngày càng già đi, hư hoại dần, rồi vỏ cây, cành lá, thẻ đều rơi rụng, chỉ còn lại duy nhất phần lõi cây chân thật. Thế Tôn, Đức Như Lai cũng thế, những gì già cũ đều đã trở sạch, chỉ còn duy nhất là pháp chân thật. Bạch Thế Tôn, nay con rất muốn được xuất gia tu tập chánh đạo. Đức Phật liền gọi, lành thay, hãy đến đây, tỷ kheo. Lời Phật vừa dứt, Phú Na lập tức trở thành người xuất gia, rước sạch mọi phiền não, chứng đắc quả A-la-hán. Lại có một phạm trí tên Thanh Tịnh lên tiếng hỏi rằng, Cổ Đàm, tất cả chúng sanh do không hiểu biết pháp nào mà thấy rằng thế gian là thường hoặc thấy là vô thường,
hoặc cũng là thường, cũng là vô thường, hoặc chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, cho đến thấy rằng Như Lai diệt độ rồi, chẳng phải như đi mất, cũng chẳng phải không như đi mất. Phật dạy thiện nam tử, tất cả chúng sanh vì không hiểu biết về sắc, cho đến không hiểu biết về thức, nên thấy rằng thế gian là thường, cho đến thấy rằng Như Lai diệt độ rồi, chẳng phải như đi mất, cũng chẳng phải không như đi mất. Phạm Trí lại hỏi, cổ đàm, chúng sanh nhờ hiểu biết pháp nào mà không thấy rằng thế gian là thường, cho đến không thấy rằng Như Lai diệt độ rồi, chẳng phải như đi mất, cũng chẳng phải không như đi mất. Phật dạy thiện nam tử, chúng sanh nhờ hiểu biết về sắc, cho đến hiểu biết về thức, nên không thấy rằng thế gian là thường, cho đến không thấy rằng Như Lai diệt độ rồi, chẳng phải như đi mất, cũng chẳng phải không như đi mất. Phạm Trí thưa, bạch Thế Tôn, xin Ngài vì con phân biệt giảng nói về sự thường và vô thường của thế gian. Phật dạy, thiện nam tử, nếu người nào buông bỏ mọi nghiệp cũ, không tạo tác nghiệp mới, người ấy có thể rõ biết về thường và vô thường. Phạm Trí thanh tịnh thưa, bạch Thế Tôn, con đã nhận biết, con đã hiểu rõ. Phật hỏi, thiện nam tử, ông nhận biết như thế nào, hiểu rõ như thế nào? Phạm Trí thưa, bạch Thế Tôn, nói cũ đó là vô minh và tham ái, nói mới đó là sự chấp thủ và hiện hữu. Nếu người nào lìa xa vô minh và tham ái, không tạo tác các nghiệp chấp thủ và hiện hữu, người ấy rõ biết một cách chân thật về thường và vô thường. Bạch Thế Tôn, nay con đã đạt được cách nhìn thanh tịnh đúng theo chánh pháp, xin quy y Tam Bảo nguyện Đức Như Lai cho phép con xuất gia. Phật bảo Kiều Trần Như, hãy cho vị Phạm Trí này xuất gia thọ giới. Bấy giờ Kiều Trần Như vâng lời Phật dạy, liền đưa Phạm Trí thanh tịnh đến trước chư tăng làm pháp kiết ma cho vị này xuất gia. 15 ngày sau, Phạm Trí thanh tịnh, rất sạch phiền não, chứng đắc quả A-la-hán.